Dạ. Bà uống mắt đau mắt rồi. Đấy. Nào đưa bà đi viện nhỉ. Thì bác sĩ tiêm nhỉ. Không biết ở dưới mình hôm mình tăng xoáy lên đấy. Thế nào thì nó cục lục không đấy chứ. Không cục lục đâu. Cất rồi. Chỗ ai cất. Mẹ ở nhà chả làm cái gì cha vào đây chơi. Mình ở nhà cũng thấy chán này, nó hứng hồ bà chữa ngồi chán. Qua giải chứ. Đau lưng quá. Thấy đâu nhỉ? Nào, không chịu nữa à?
bà không ăn. Đâu kẹo đâu bà không ăn. Không ăn. Bà để cho em thôi. Không có hết, bà ăn hết mà em không có đâu. Kẹo. Bao giờ ăn á? Bao giờ em có ăn không? Không ăn là không. Không ăn là không bóc. Có đâu. Ở nhà mua toàn kẹo lạc với lại kẹo nhà bên kia. Đấy, rơi hết xuống đất rồi. Lần sau không được ném thế nhá. Ném thế, có chỗ nó cảm đi, mình không có ăn đâu. Đấy, nằm xuống đặt tay vào. Hả? Gì? Được chưa không? Xuống không? Đấy. Đeo dép cho em còn làm gì? Dưới kia để đeo dép vào đã. Dưới kia. Ừ, em ném lỡ. Em ném lỡ. May con chó nó không ở trong nhà, nó mà vào nhà là nó cảm đi lỡ. Chết, đi qua cái kẹo rồi. Nhặt lên. Cất đi. Đi ngủ uống kia đi chơi á. Đi nè. Bác sang kia quét. Bên kia. Sao mày kia quét? Quét nè, quét nè, quét nè. Không xong đâu thì quét, xong rồi thì quét chổi. Thế thôi. Cha mình nhận mình sắm thứ ba đời để ăn. Một viên thôi. Đủ ra lấy đi. Ôi, đủ hết lắm. Vứt cái kia đi. Vứt cái gì không nọ nó vừa ấy. Lấy một viên thôi. Anh phát tả xuống. Được rồi. Chứ còn một nắm cơ. Cái này cất đi lúc nào lại uống nhé. Để cho nó sôi lá. Sôi. Mẹ ơi. Dạ. Để nó sôi bọc chứ. Nhẹ. Không liếm cái bánh. Xem nào, sôi không? Còn đấy. Em uống một anh nhắn á. Uống nhưng mà chưa được đâu, nó vẫn đang sôi. Em nghe em nào. Không thò tay vào đấy bẩn à. Tí nó cháy cả tay. Giờ này cái ngón tay nó cong. Đấy vẫn còn đang sôi xù này. Nó còn đang sôi ấy, uống nó bỏng mồm rồi. Này em nghe em nào. Đấy. Sôi hết đi mình mới uống. Nè. Sợ không? Không sợ. À không sợ. Không có quay. Nè. Ấy, ấy nó đang sôi lắm. Không thổi được nó tắt đâu. Nó sôi hết cho em uống thôi. Không phù được, nó đang sôi, không phù được. Nó không nóng đâu, không phải phù đâu. Kìa nó sôi. Đấy, vẫn còn đấy này. Nó vẫn còn. Sôi hết. Chưa sôi hết. Tí nữa sôi hết, em mới uống. Em mới uống.
đẹp thế như nước cam luôn nhỉ. Dạ. Hết rồi, em uống được rồi. Ngon lắm. Ngon lắm nhỉ. Không cho ai đâu nhỉ. Cho em đâu rồi. Ngon không? Ngon không? Để ông về bài đi. Ừ, về nhá, về nhá. Ngon lắm. Ừ, ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Yeah, ngon lắm. Yeah, làm sao nhỉ? Dạ. Làm sao? Ba làm gì đấy? Ba cầm nước cho em uống rồi. Ba cầm nước rồi á. Ừ. Đâu rồi? Hết rồi. Nó tan hết rồi. Tan hết cả. Ừ, thành nước rồi, em uống thôi. Nè. Ngon không? Cho không? Cho uống không? Cho không? Cho. À, để cho ông làm đi. Yeah. À, ngon thế. À, ngon lắm. Ui. Con chào ngài. Ông uốn mà. Được rồi. Ông uốn. Ơi. Dạ. Ông làm đi đây. Ông uống nước với em. Ông uống nước đi. Cho ông uống à, ông uống hết á. Không uống hết à. Thế ông uống một ít thôi nhỉ. Mang lại đây, đặt đây, ngồi đây. Em uống. Em uống đi. Cười là kẹo kìa. Cái gì? Phá kẹo thôi. Này. Phá kẹo thì ăn, lấy kẹo ăn đi. Không ăn không được bóc. Mang đây nha. Mang đây nha. Phải ăn nha. Chút. Không phải. Ui nhiều thế. Này. Nó không ăn thì nhiều. Cất đi nhỉ. Cất đi nhỉ. Này. Này. Ui nhiều thế. Còn ông này, còn đây chia cho ông với. Ui phùm. Em đỡ nhá, ông phùm nhá. Phùm, ôi giỏi quá. Em bắt được chứ? Quá rồi, em bắt được. Ôi dồi, ôi dồi, ông thua rồi. Nào, đỡ nhá. Phùm, ôi dồi, ôi dồi. Phùm, ôi dồi, ôi dồi. Em bắt được chứ? Ôi trời ơi, ông thua rồi. Ông này cho đây. Phùm tiếp nhỉ. Nè, phùm này. Ui, cái quả chân tròn này này. Phùm nhá. Phùm. Rồi đây. Đây, phùm. Bắt được chứ. Ôi trời ơi, bắt được rồi. Phùm. Ôi trời ơi. Bắt nha, bắt đầu nha. Phum, ôi dồi, được rồi. Phum ông lắm. Thôi rồi rồi. Này. Phum đi. Phum đấy. Đứng sai ra, đấy. Phum. Wow, em bắt được rồi. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Phum. Rơi đâu rồi? Nha, em hôi rồi. Cụ rồi. Hôi rồi. Rộn nó ủi. Ba ơi. Dạ. Ba
làm gì đấy? Bà dọn củi. Bay vào mắt rồi. Ui dồi, đau quá. Đâu thế nào? Đâu bên này nhỉ? Ồ. Đi nằm nghỉ đi. Nào nào. Đi 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 đi. Ô nào, đầu này. Ba đi đi u mắt. Nằm đi. Xem bà cũng bắt thế nào. Hỏi đi, bà uống đâu? Hỏi đi. Bà uống mát rồi. Mát kìa. Bà uống mát kìa, đẹp kìa. Bà uống mát rồi. Thế ông xem nào. Mình xem nhỉ, mình xem bà uống mát chỗ nào. Xem nào. Xem nào. Bà uống mát ở đâu? Đâu? Xem lại xem nào. Ô, nhìn cha thấy đâu. Đau thật. Ô. Đấy, bà ủ mắt tay này. Này. Này, các phải đi bác sĩ thôi. Đi đi đi, bác sĩ thôi nhè. Bà ú mắt nè. Bà ú mắt đau mắt rồi. Ôi ú lắm mà. Bà ú lắm. Không nghịch tắt. Xem này. Nè nè nè. Bà ú mắt nè. Ú thật rồi. Cái gì bay vào ấy. Rác to. Hay cái gì ấy. Như này. Rộn một tí đông củi cũng bị đau. Chết thôi. Đen thế cơ. Không may nhỉ. Bà làm mái bị chứ, ở dưới nhà mà bị chứ nhỉ. Bà cơ mà, không phải em đâu. Xuống một tí dậy. Xem bà đang mắt kìa, bà ủ mắt kìa. Đấy, bà ủ mắt kìa. Ủ mắt kìa. Đấy, bà mắt kìa. Đấy, thấy không? Bà ủ mắt đấy. Ôi, ủ thật rồi. Đau đấy. Nào, nằm đưa bà đi viện nhỉ. Thì bác sĩ tiêm nhỉ. Nhẹ không thôi. Các bà cứ nằm đây. Tôi đi nấu cơm đã. Bà ú mắt nằm đây này. Chị nói chưa, ông nấu cơm em ăn nhá, ông bón cơm em nha. Xem nào, em xem nào, xem mắt ủ bảo của bà ở đâu. Em xem chưa nào. Đây, uống mắt này này. Em xem nào. Bà đau không bởi thế. Bà uống mắt bà không bón được nha. Bà uống mắt rồi, không nhìn thấy ấy. Ú lắm, không nhìn thấy đây này. Chị nói ông bón cơm em thôi nha. Hôm nào kéo phải đưa bà đi bác sĩ tiêm đấy, mổ mắt đấy. Đau ú lắm. Em cũng ú á. Em ú ở đâu?
tôi này à? Thế em khóc đi, khóc đi. Em không khóc đâu nè. Bà ú thôi. Ôi, bà ú rồi, em không ú được nhỉ. Đau à? Ôi, khỏi được, khỏi được, khỏi được. Khỏi rồi. Khỏi được. Em đi nấu cơm. Rồi, nấu cơm cho bà ăn và ú mắt rồi. Nhá. Em ngồi đây chơi nhá. Xong rồi. Tí nữa nhá. Chơi một lúc nữa xong là củ chín em ăn nhá. Ông nấu cơm đã nhá. Ông nấu cơm em ra. Nhà Phú viết thì giải gì nhỉ? Ừ, nhưng mà xem được hơn bát nữa à. Còn một bát rưỡi thôi ấy. Để nó có những người bảo. Đấy đó. Đừng, đừng, đừng. Rồi, phải in cho nó ăn. Nó bị cả đạp. Ông đi lấy đá về cho nó ăn nhé. Nhìn đấy. Thank you.
Bà đang cơm vào rồi. Thế bà ăn nha, để tôi đi làm tí việc đã. Em ăn không? Em ăn kẹo đi này. À em ăn kẹo thôi à? Ăn lên chị. Ngồi im nhá. Cứ như bài thằng này ngồi với em đấy nhá. Không đi gì đâu. Ngồi im. Sao các bà có đi khai là không phải không? Không kịp ở dưới này, mình hôm mình tặng xoáy lên. Cái nào thì nó cục lục, không đi chỉ. Không cục lục đâu. Chỗ ai cất rồi. Chỗ ai cất cá rồi. Tao tưởng về luôn. Tao tưởng về luôn. Mùi đấy thì không nhận.
con lươn này như con rắn nè. Nó bơi 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 như thế này. Thế đi bán củ bán kia cũng biết về đấy ngồi quá à. Ôi ông nhặt ốc thế này. Đây này được nhiều lắm rồi. Đây này thấy không? Nhiều lắm. Em ăn gì ạ? Em ăn run. Run. Tay ông cần bùn ngon quá. Ăn tiếp chợ củ mọt này. Cái cây Rồi đã tìm hết rồi. Hôm nay mình nhìn thấy gì? Con vứt được gì? Cái sứa còn vứt được nó ăn sứa vứt mà. Cái đứa con chị cho nó ăn. Đi ngã. Tọc mắt đi, tọc tay ông. Không đi đâu đi lên lửa một đống. Ông về cho. Đó, ông về trước đây. Nha. Ông về trước nha. Ui được nhiều ốc lắm rồi. Không, ông về. Mẹ ở đây bạn nha. Nha. Mẹ còn đây này. Ở đây với bà thôi. Mẹ. Ông về. Khi nó ngã polo polo xuống cái ao đi để mà đánh đi. Không đủ thì lấy cái bụng gân mình cúm. Sạch lắm rồi. Hôm qua rồi. Qua nấu ít khiu ít nấu thì cảm thấy ngon. Đi em về đây bà Dân. Về đây. Về đây à? Nhi. Úi dồi ôi nước. Đi ăn nhé. Hai ba liệu cứ bóng một mà. Nước ra đi. Rất mát. Mình đi xem xem nào. Nó bắt tăng máy cười. Nó đi đủ. Em đi với bà thôi. Mình đi dọn. Mình đi bán ốc thôi. Mình lại lên đây. Đây. Nhi ơi, về đây ô. Mệt quá. Mệt quá. Ốc thôi, ai mua ốc nào.
bán gì đấy bà? Một túi 10 nghìn. Bà bán cho cháu một túi. Ừ đây, cháu lấy túi nào thì lấy. À, mang về luộc xong là khêu ra hay là nấu lên, không có khêu chấm nước lá chanh rồi là ớt. Ốc đá à bà? Ừ, ốc đá đấy. Vâng. Ừ, ngon lắm. Vâng. Ừ, xin bà xin. Đi đây. Ừ. Mẹ ở đâu? Mẹ đâu? Bà bán gì đây? Ừ, bà bán ốc, mua đi cháu. Chuối đi mua nhé. Em bé đi đâu? Em bé đi bán ốc đấy. Bán gì đấy bà ơi? Bà bán ốc. Bà 10 nghìn một túm. Cháu mua đi. Được tiền rồi, em đi quán mua bim thôi nhỉ. Mua bim thôi. Em đàn chứ. Yeah. Tí đã, tí mình vào vườn đi xong rồi. Ơ nó giỏi quá, nó chạy, nó dắt bà đi chứ. Nó dắt bà đi chứ. Giỏi quá. Ừ, về đến nhà rồi. Em đi bán ốc về đến nhà rồi đây này. Em ơi, mình đi sang vườn đi. Còn sớm sớm mình đi xem vườn đi. Không đi ở nhà một mình nhá. Đi vào vườn á, làm cổ vườn á, rau á. Đi vào vườn. Đi ăn. Đi sang vườn làm gì cút ta. Em không vào đấy đâu, vào vườn không? Ôi! Cái cổng vườn này có trộm đít đi, mời ạ. Bà ơi! Dạ. Bà nằm gì đấy? Bà nằm cổ. Bà nằm cổ cho nó quang vườn.
bò mới ăn cỏ chứ. Người không ăn cỏ. Ăn được. Vợ là không nhìn thấy đường đi, mày quẳng thân tích. Chuẩn bị nhé. Bà không nhìn thấy đường đi đâu. Em đâu? Em đâu? Em dắt bà. Từ từ đã. Ông ơi, tôi không biết thế nào. Nhổ có vườn một lúc đứng dậy tôi không nhìn thấy đường về. Cái bé nó dắt về đến đây rồi. Mắt tự nhiên không nhìn thấy đường đi rồi. Đi vào nhà đi. Đây, ngồi đây. Ngồi đây nào. Ôi, sao mà. Ôi. Bà biết sáng nay còn hôm qua còn xem ông đi nhặt ốc. Sáng nay còn đi bán ốc mà nay chiều nay nó nãy vào vườn thì làm cổ vườn thôi là đứng lên không tự nhiên không nhìn thấy đường về bảo cái bé nó dắt. Thấy đường về thôi, không nhìn thấy gì. Ê, thế thì chắc là mai, mai hôm kia bán bỏ đi. Rồi mai, mai hôm kia, ta gọi khách về bán bỏ đi. Cho bà đi khám xem mắt như thế nào. Em, bận. Bán bỏ thì bán thôi, bây giờ biết làm nào, tiền chả có. Còn em bé đi học nữa.
Ngày mai nó gọi khách đi, thế nào? Ừ. Bán rẻ, không phải bán thôi làm nào. Nhi à, không đi chỗ con đâu. Bà cứ nghỉ ngơi đi. Ừ. Đi làm nhiều lắm. Bà lấy đấy khô khô nhá. Bây giờ làm nghỉ đi. Thế là nghỉ, làm nghỉ đi. Ừ, thế ông đi chăn bò chăn biết thì đưa về nấu cơm nhá. Ừ. Rồi. Về đây chơi thôi em ơi. Đi xem bà là ủ mắt kìa. Đi xem bà ủ mắt kìa. Đấy, đi xem bà ủ mắt xem nào. Mà uống thuốc đi. À, bà uống thuốc á. À? Đấy, cái câu này mà ấy em. Nên bà uống thuốc. Bà uống thuốc thuốc nhá. Ừ, bà uống thuốc khỏi. Em ngoan lắm nhỉ. Em bảo bà uống thuốc khỏi đấy. Bà uống Thank you.
cơm đi. Cơm đi. Thế nhỉ? Lấy cơm này. Đi ăn, đi ăn cơm. Nhìn thấy đường không? Có, không nhìn thấy đâu nhưng mà cứ khu khu này theo cảm giác cũng đi được. Thế đi thẳng đi, đi. Dậm nhá, đi đấy. Đây em ơi, vào đây cơm nào. Đi. Nè em ơi nào, vào đây à. Vào đây cơm nào. Chán, chán tay ăn cho em nhỉ. Nó ăn cơm rồi. Ăn nhá. Cơm nhá. Chán nhỉ. Không bị thế em ơi. Ăn nhá. Ôi, ngon lắm. Ôi, xỉu nó rồi nhỉ. Anh chị ở nhiều đũa nào chị đâu chim cái đấy đấy cái chim lớn này kia à, cái này thấy ở đâu à, đây rồi đây bỏ bánh đây nhá. Nhá nó không muốn ăn nó ăn bánh đây đậu này. Ờ, em đây. Ờ, đái á, ôi dồi dồi. Ủa chưa, bỏ đi. Ừ, có thì không, không chi đái gì. Đái cho quần, yêu thích quần nhỉ. Ăn đây. Đó. Để đó. Không đổ nó lên đâu. Đổ nó con thấy con chó nó ăn đấy. Con mèo nó ăn đấy. Mèo cho em mà. Ờ thì của em rồi. Ừ. Ừ, thì con. Đâu rồi. Ấy. Ấy. Nhiều ăn